Vào mấy cung đàn dù đã càng bầu mà không có bàn tri âm nên đến huyền thôi giữa dòng trăng soi dằn dặc đêm dài. Ôi tiếng đàn, ôi tiếng đàn trên bên hướng dương, đàn ơi nâng nó cùng thương, khóc than vì thế sự đau điên. Ôi tiếng đàn, ôi tiếng đàn trên bên hướng dương, đàn ơi nâng nó cùng thương, khóc than vì thấy sự đau điền, chán ngán đời chẳng muốn đua chen. Ôi tiếng đàn gieo khúc ôi tiếng đàn khuya mang mấy cung sầu tối. Có phải chăng vì chán ngán tình đời nên người mới đúc ngón cao lòng lá mây khắc lưu thủy cao sơn kìa. Ví hữu là ác mà thấu hiểu tâm sự của bá nha, vừa buông mây đường tơ sầu nhân thế. Tôi là kẻ sống giữa miền sơn già, một đêm trăng đi ngang bờ sông lạnh bỗng chợt nghe kể lễ mấy giây tơ. U hoài cơn giọng tháng dương, nghe nức nở thê lương nhìn nghe những tiếng nhạc u sầu mà cõi lòng bâng khuâng vô hạn. Tôi nghe tất cả bồi hồi theo nước thủy triền mang à thì ra giữa trong núi rừng nơi sông cùng thủy tâm ở cuối bãi ven gần lại có người trí âm. Nếu đó không tìm câu này ta sẽ kết làm đôi bạn tương tri, xin mời ai bước xuống khoang thuyền rượu bồ đào tình xoay. Dạ
đa tạ lòng huệ cố, chúng tử kỳ này xin lĩnh lấy đại nhân. Đây, lễ sơ giao xin đón tiếp bạn già. Dưới trăng sáng ta hãy cùng nâng chén, để đêm nay qua chén thù chén tạc, đôi ta sẽ thu gọn nhân gian vào trong đai mắt giữa bên lan dương mờ mịt ánh trăng vàng. Không có từng mỹ nhân mà chỉ có nghiêng bằng, nếu thuở xưa trên bến tầm dương có người thương nữ đức nở u hoài ngâm khúc lâu đình qua, tiếng tì bà như giọt mưa xa khóc thân phận một đời người ca nữ. Thì ngày nay ta cũng buồn cho thế sự bằng bầu rượu tươi ta với một khung đàn. Ôi tiếng đàn vang vọng mặt sông thơ với rượu tên nồng kia, rừng trắng bạc nửa ân đáy nước nửa xoay hai mái đầu dần bên hang dương, đàn đến đi cho bốn bề qua cỏ gió trắng đưa khách bên bồng gấp người luôn lạc, để đôi lửa giang hồ đêm nay gặp mặt chung một đàn réo rắt về khuya nghe nào nuột như một lời tự than. Ta sai đây không phải sai tiếng đàn tư mạo mà sai tiếng đàn của một ba nhà. Hay hay lắm. Để kết tình bằng hữu tri âm, phần ngôi thứ đệ huynh cho thắm tình tri kỷ, sao có bằng lòng không? Dạ à, hay lắm, bằng lòng, bằng lòng lắm. Ngắm dung mạo bậc đại huynh là trưởng thượng, vì xin nhận tử kỳ tiểu đệ chịu làm em. Vậy à? Dạ. Tử kỳ, tử kỳ em, đại huynh, bá nha đại huynh. Tử kỳ, tử kỳ em ơi, xuống lam xuống bồng bền dương mặt mảnh trăng gầy nghiêng bóng lạnh trăng giáng, nghe xa xa tiếng trống dục đêm tàn, giờ tao ngộ sao dối vàng trăng lạnh đêm nay trăng an dương, bơ vơ tiếng nhạc khóc cánh trường, sầu lớn đáy chén men cay đắng, xa cách nhau rồi lại nhớ tớ kỳ em ơi, vì dần trăng bạc tan khuất dần sau rặng núi, và rượu thơm giao cũng đã mang một canh chày. Thôi tạm chia tay nhau và hẹn lại một ngày, tháng tám năm sau vào mùa trăng sáng, trên bến sông này sẽ tao ngộ trung quan, anh sẽ đem đàn đến bên Hán Dương ngồi chờ đợi bóng bàn hiền tri kỳ,
Và kể từ đêm nay bá nhà đã hứa chỉ vào đàn lên khi gặp lại tứ thì giữ lời nguyện với bản ghi âm đúng rằm tháng tám năm sau tử kỳ không lỗi hẹn. Để trên bên Hán Dương núi tình đôi bạn chỉ có một người đàn cho một người nghe. Lên đèn, lên đèn, thuyền trôi giữa dòng. Họ thế, họ sang thế họ. Chẳng soi, chẳng soi vằng vặc đêm dần. Họ thế, họ tan, họ thế. Ôi tiếng đàn kia trên bến hàng đường, đàn ơi đàn nắng một cung thầm khóc thế nhân ơi cớ sao điên đàn. Ôi tiếng đàn kia trên bến hàng đường, hỏi trong chẳng thấy tiền đâu bằng sao biếu trong đầm khúc ca kìa. Quý hữu là ai mà không hiểu tâm sự của ba nha, vừa buông mây đường tơ sầu nhân thế. Tôi là kẻ sống giữa miền sằng giá, một đêm trăng đi ngang bờ sông lạnh bóng chợt nghe kể lể mấy giây. Ưu hoài cầm dọc nức nở thấy tròn nhịp bụt cũng thương. Nếu đó không tỉ hèm câu này, ta sẽ kết làm đôi bạn tri âm. Xin mời ai bước quan thuyền rượu bồ đào tinh tai. Dạ, đa tả lòng quế cứu chung tử kỳ này xin lĩnh lý đại nhân. Thì đây lễ sơ giao xin đón tiếp bạn vàng, dưới trăng sáng ta hãy cùng nâng chén. Để đêm nay qua chén thù chén ta, đôi ta sẽ thu gọn nhân gian vào trong đây. Mắt giữa bên Hán Dương mờ mệt ánh trăng vàng. Không có tình mỹ nhân mà chỉ có nghĩa kim bằng. Nếu thuở xưa trên bến tầm dương có người thương nữ nức nở hoài ngâm khúc hậu đình quan. Tiếng tỳ bà như từng giọt mưa xa khóc cho thân phận một đời người ca nữ. Thì ngày nay ta cũng buồn có thấy sự bằng bầu đưa chúng tôi với một cung đàn. Với rượu thế nồng men chi kiến kia dần trắng bạc nửa in đây nước nửa soi đôi đầu trên bến Hán.
đàn lên đi chúa muốn bề qua có gió trăng đưa khắp vòng gấp người luôn là để đôi nướng dân phò đêm nay họp mặt chung một lưu tư qua chén tạc chén tình ôi tiếng đàn réo rắt về khuya nghe não lục với một lời tử thân đêm nay ta say không phải say tiếng đàn tư mà say tiếng đàn của một bán nhà tử kỳ em ơi vì dần tăng bá tang khuất dần sao răng núi và rượu tương giao cũng đã mãn một canh trời thôi tạm chia tay nhau và hẹn lại một ngày nào tháng tám năm sau vào mùa trăng sang trên bên sông này sẽ tao ngộ trùng quan anh sẽ đem đàn đến bên hán dương ngồi chờ đợi bóng bạn hiền tri kỳ và kể từ đêm nay ba nhà đã hứa chỉ vào đàn khi gặp lại tứ kỳ giữ lời nguyện với bạn tri âm đúng rằm tháng tám năm sau tử kỳ không kể hẹn để trên bên hán dương nối tình đôi bạn chỉ có một người đàn cho một người nghe đây lối nhỏ canh đồ không sơ sát có hoa tàn bên khung túc thanh cao đường vào thôn trời điểm giọt mưa sọc đàn chim nhỏ như đón chào người khách lạ. Quý khách muốn tìm ai mà xem giường bỏ ngỡ, tay ôm đàn, tay bầu rượu tươi thơ. Trong thấy người lão đã xúc động tâm tư, nhưng chưa dám hỏi qua danh tánh. Thưa lão bá, tôi là Bá Nha, tìm bạn tên Tử Kỳ để hỏi rõ đầu đuôi, cho biết vì sao đã lỗi hẹn. Công đến bên hán dương để họp bạn thương trăng. Mùa thu đã đi qua một mùa trăng tuyết tịch, mà đâu bạn cô đi vẫn vắng bạc âm hao. Tử Kỳ chính là con của lão đó ngài ơi. Dạ chào lão bá. Nó lỗi hẹn với người rồi thật tội nghiệp con tôi. Nhưng Tử Kỳ ở đâu xin cho tôi gặp mặt, sao lại lẫn tôn bá nhà hay đã quên nghĩa thăm giao. Ngài ơi, không phải nó đã quên nghĩa thăm giao hay dứt tình bằng nhưng chẳng bao giờ ngài còn gặp được con lão nữa đâu. Chung lão nói sao? Kìa là bài vị của con tôi đang đặt ở linh sàng. Nếu ngài muốn gặp nó hãy thắp vài nén hương tưởng niệm. Trời! Tử Kỳ, bạn của Ba Nha đã chết. Tử Kỳ em ơi, sao em vội bỏ đi đâu liền liền, không đón chào khi anh trở về thăm. Từ đây giữa cõi đời vắng bạn tri âm, cung ai quán lạnh lùng trên phim nhà. Ngài ơi, trước giờ Tử Kỳ xuôi tay nhắm mắt, nó có dặn lão rằng nếu ngày này tháng này có ai tìm đến xưng là Ba Nha, trách nó vì sao lỗi hẹn thì hãy nói lại rằng nó chết đi mà một niềm ân
thân vẫn mang theo xuống tận chốn diêm đài. Cho một hôm nhìn trăng nó hỏi phen hỏi ngày, lâu bao đêm nay là đêm rằm tháng tám, nó chợt bàng hoàng đòi lão đưa nó đến bến hang dương. Nhưng thấy nó sức kiệt hơi tàn, lão không thể chịu con, và cũng vừa lúc tử kỳ trong cơn hấp hối. Nó trăng tôi rằng đêm nay có người ngồi đợi để đàn kinh nó nghe ở bên trong sân. Nếu lão không lầm thì người mà nó thường nhắc nhau, người ấy có phải là quý khách hay chăng? Dân tin đời của ba nhà chỉ có một tử kỳ là người thi kỳ thi âm. Nhưng tử kỳ chết rồi thì chiếc đờn này đã trở thành vô dụng. Vậy xin lão ba hãy đưa tôi ra viên tâm thần mộ để khóc bàn tri âm rồi đập vỡ cây đàn. Trước ngày chia tay tôi đã hứa với bạn hiền rằng những tiếng nhạc nặng mang sầu thế sự chỉ có tử kỳ mới hiểu được ba nha. Nhưng bạn đã chết rồi tôi đàn nữa để ai nghe, khi nhân thế là một trò đen bạc, đàn nữa mà chỉ cho thêm sầu cung bậc khi ba nhà đã mất bạn tử kỳ. Bạn ơi, hồn bạn có linh thiêng hãy chứng giám cho tình bằng thương. Ta khóc bạn máu hồng loang phe mắt, nhớ lại đêm nào trên bên hán dương, ngồi chung một thuyền nói chuyện hàng viên, mình cảm thông nhau bởi tiếng đàn tâm sự. Nhưng thế gian này bạn không còn nữa thì cũng kể từ đây ta đập vỡ cây đàn. Tử kỳ ơi, đó là tình tri kỷ tri âm, dù sống chết đôi mình vẫn như hình với bóng. Đàn ơi đã mất tử kỳ, giữ lại làm gì bởi đã thấy người nghe. Lên đây.